một nam mô hắc gia đát na đá gia dạ gia là xin quy y tam bảo khắp mười phương thế giới hai nam mô a dị gia là xin quy y chư thánh hiền những người đã xa lìa cái ác họ đều là chư phật và chư bồ tát ba bà lô yết đế thước bát gia gia là thực hành tu giống quán thế âm quán sát tự tại cứu độ chúng sanh 4. Bồ đề Tát đà bà ra là khấu đầu đảnh lễ vị Bồ Tát tự giải thoát được mình mà còn phát nguyện giúp mọi người cùng giác ngộ thì sẽ có binh tướng theo bảo vệ. 5. Ma ha Tát đà bà ra là khấu đầu đảnh lễ vị Bồ Tát tự giải thoát được mình mà còn phát nguyện giúp vô lượng chúng sanh cùng giác ngộ sẽ có binh tướng bảo vệ mình. 6. Maha Kalonikaza, là cúi đầu đảnh lễ, người có lòng từ bi vĩ đại, cúi đầu đảnh lễ kinh đại bi tâm Đà La Ni. 7. Án kinh đại bi tâm Đà La Ni là mẹ của các thần chú. Quỷ thần, nghe được kinh này, đều chấp tay cung kính. 8. Tát bàn ra phạt duệ là quán sát triệu tập quỷ thần trong tâm thức. Về giáo hóa cho tự tại. 9 số đát na đát tỏa là khi được tự tại rồi thì sẽ được tứ đại thiên vương hộ pháp mười nam mô tất kết lật đả y mông a dị ra là cúi đầu xóa bỏ ngã chấp của chính mình không chấp đúng không chấp sai nữa mười một bà lô kiết đế thất phật gia lăng đà bà là bồ tát quán thế âm thị hiện thành mọi loài ở cõi ta bà mười hai Nam Mô Na Gia Cẩn chỉ là khấu đầu quy y ngài quán thế âm Phải yêu thương bảo vệ mọi loài Xem mọi loài như Bồ Tát Thị hiện thành 13. Hề dị ma ha bàn đa sa mế Là hãy tự độ mình Sau đó mới độ đến người khác Sẽ có được đại quang minh 14. Tát bà A tha đậu du bằng Biết thức tâm trì chánh niệm mỗi ngày 15. A thể dựng là phải có tâm cung kính thật sự, bất kỳ người nào mình gặp, cho dù người gặp là ăn mày cũng vậy. 16 Tát bà tát đa. Na ma bà tát đa. Phải thanh lọc thân tâm, giống như Bồ Tát Pháp Vương Từ Thế Tôn. 17 Ma phạt đạt đậu, là trì chánh niệm cho đến khi khai mở mắt trí tuệ. 18 Đát điệt tha án, là khai mở mắt trí tuệ. 19 A à, Bà Lô Hê, 20, Lô Ca Đế, và quan sát mọi âm thanh thế gian, trong đó có tiếng than cầu cứu khổ. 21, Ca Gia Đế, là phải có lòng từ bi rộng lớn, cứu chúng sinh thoát khổ đau, nguyện làm những việc khó để tiến tới Phật quả. 22, Di Hê Dị Nguyện làm theo những lời dạy của Ngài mà tu. 23. Ma Ha Bồ Đề Tát Đả là tu định. Khi định lóng trong, thì huệ cũng được chiếu sáng. Người phát Bồ Đề viên mãn, sẽ gieo trồng nhân giác ngộ. Tưới tầm hạt giống Bồ Đề mỗi ngày, mới gặt hái được giác ngộ. 24. Tát Bà Tát Bà là làm lợi cho người. Nghĩa là làm lợi cho mình, vui cho tất cả mọi người, sẽ cứu được người mới chết. 25. Ma ra -ja ma ra, -ja, là làm những phước huệ mọi điều như ý, khỏi lo nghèo. 26. Ma hê ma hê dị đà dựng, là khi tâm tự tại phi thường, sẽ có mùi hương sen tỏa ra. Mười phương chư Phật tán thán. 27. Cú lô cú lô yết mông là tạo công đức cho người là tạo cho mình. Tạo giải thoát cho người là tạo cho mình. Cầm hoa sen trắng trì niệm sẽ mãi mãi trang nghiêm bởi hương thơm của hoa sen. 28. Độ lô độ lô, phạt xà ra đế là vượt qua sanh tử. Đưa đến chỗ trí tuệ sáng suốt, an lạc niết bản. 29. Ma ha phạt xà ra đế là hàng phục được ma. Quân giặc rút lui vô điều kiện. 30. Đà ra đà ra, trở thành Bồ Tát, dùng cam lồ. Phổ độ chúng sanh 31. Địa dị ni, biết chuyển cái ác, đổi thành thiện, gọi được thiên long làm mưa. Hoặc hết mưa, cần gió, có gió. 32. Thất Phật ra ra, khi được tự tại có thể phóng quang. Chửa được mù mắt. 33. Giá ra giá ra, khi có động đất, mệnh lệnh hết, là hết liền, hết bất cứ nạn gì. Làm cho tiếng hát hay đến tuyệt vời và bay đến tận trời đế thích 34. Mạ mạ phạt ma ra, là xa rời ly cấu, trừ mọi chướng nghiệp, tai nạn, bệnh tật, thành tựu mọi ý niệm, mệnh lệnh, mọi việc tôi làm phải thành công. 35. Mục đế lệ, là hành giả lúc này có nước cam lồ. 36. Di hê di hê, là nhờ người khác làm việc gì cũng thành công. Nhờ ma thủ la vương ma thủ La Vương thi hành, không dám cải lệnh, 37, thất na thất na, độ được mình rồi mới độ chúng sanh. 38, A à, già xâm Phật gia xá lợi, hàng Bồ Tát nếu tu trì thường thì chư Phật mười phương tiếp dẫn. 39, phạt sa phạt xâm, là người tại gia chứng quả quan cận thần, người tại gia chứng quả A La Hán. 40 Phật gia xá ra, diện kiến mười phương chư Phật, tâm giác ngộ giống như voi chúa. 41. Hồ lô hồ lô ma gia, tất cả đều được như ý tất cả chúng sanh, tuân theo sự giáo huấn của hành giả. 42. Hồ lô hồ lô hê dị là trì chú vào ly nước. Do tin tưởng hết lòng, ly nước đó cứu chúng sanh khỏi bệnh. 43. Ta ra ta ra, hàng phục ma oán, với thần lực mạnh mẽ không gì lai chuyển được. 44. Tất dị tất dị, luôn luôn chiến thắng không bao giờ thất bại. Tất cả long xà, hổ lang, sư tử, phát tâm tín ngưỡng. 45. Tô dô tô là nước cam lồ giúp đói được no. Giúp người sắp chết uống vào sông lại. Tâm nguyện như ý 46. Bồ đề giả bồ đề giả là hành trì tinh tấn chính là tâm bồ đề giác ngộ 47. Bồ đà giả bồ đà giả được trí tuệ sáng suốt và giác ngộ 48. Di đế dị giả đã có tâm từ bi rộng lớn che chở chúng sanh 49. Na ra cần chi là bình nước tẩy trừ mọi uế trượt che chở cứu giúp chúng sanh. 50. Địa dị sắt ni na. Ma quy phục. 51. Ba dạ ma na. Danh thơm. Chuyển đi mười phương. Thành tựu rốt giáo. 52. Ta bà ha. Thành tựu các tường. Công đức viên mãn. Cầu gì được nấy. Hàng phục tâm không vướng mắc Vô chú. Là hàng phục ma. 53. Tất đà giả. Làm gì bất cứ cũng thành công. 54. Ta bà ha, làm gì bất cứ cũng được tán dương. 55. Ma ha tất đà giả. Có trí nhớ siêu Việt 56. Ta bà ha, thành tựu mọi công đức. Và nỗ lực che chở cho chúng sanh. Vì chúng sanh thế giới ta bà. Luôn nói lời tốt đẹp. 57. Tất đà dụ nghệ, thành tựu hư không. 58. Thất bàn gia giả. Nơi tự tánh thường được tự tại làm lợi cho chúng sanh. 59. Ta bà ha thành tựu mọi công đức và nỗ lực che chở cho chúng sanh. Vì chúng sanh thế giới ta bà luôn nói lời tốt đẹp 60. Na ra cần chi cứu khổ muôn loài. 61. Ta bà ha thành tựu mọi công đức và nỗ lực che chở cho chúng sanh. 62. Ma ra -ja na ra -ja an vui, bệnh tật nạn tai được tiêu trừ. Kết dây ngũ sắc hành chi. Ấn pháp vào dây phóng sợi dây bắt quỷ. 63. Ta bà ha, thành tựu mọi công đức, và nỗ lực che chở cho chúng sanh. Vì chúng sanh thế giới ta bà, luôn nói lời tốt đẹp 64. Tất gia tăng A mục khê gia, nỗ lực che chở cho chúng sanh chữa bệnh cho chúng sanh, bằng vô số phương tiện 65 ta bà ha, thành tựu mọi công đức, và nỗ lực che chở cho chúng sanh, vì chúng sanh thế giới ta bà, luôn nói lời tốt đẹp. 66. Ta bà ma ha a tất đà giả, bổn thể Bồ Tát có phương thuốc chữa bệnh cho chúng sanh. 67. Ta bà ha, vì chúng sanh thế giới ta bà luôn nói lời tốt đẹp 68. Giả cát gia a à tất đà giả. Hàng phục được ma oán bất cứ loại ma nào, 69. Ta bà ha, thành tựu mọi công đức và nỗ lực che chở cho chúng sanh. Vì chúng sanh thế giới ta bà. Luôn nói lời tốt đẹp 70. Ba đà ma yết tất đà giả. Hồng liên hoa, siêu việt thành tựu, vô lượng công đức, 71. Ta bà ha vì chúng sanh thế giới ta bà, luôn nói lời tốt đẹp 72. Na ra cần chi bàn già ra ra, là một thánh hiền cứu độ chúng sanh mọi loài, khỏi sợ hãi mọi lúc mọi nơi. 73. Ta bà ha là nỗ lực che chở cho chúng sanh. 74. Ma bà lợi thắng yết ra giả, sanh tánh Phật, vốn có sản tự tánh 75. Ta bà ha là nỗ lực che chở cho chúng sanh. 76. Nam Mô Hắc Gia Đát Na Đá Gia Dạ Gia là xin quy y tam bảo khắp mười phương thế giới. 77. Nam Mô A Di A là xin quy y chư Thánh Hiền. Những người đã xa lìa cái ác, họ đều là chư Phật và chư Bồ Tát. 78. Bà Lô Yết Đế là thực hành, tu giống quán thế âm quán sát tự tại cứu độ chúng sanh. 79. Thước bàn gia giả. Quán thế âm Bồ Tát tự tại 80. Ta bà ha là nỗ lực che chở cho chúng sanh. tám mươi một án tất điện đô đạo tràng của hành giả sáu trăm đến tám trăm do tuần đều yên tịnh thành tựu tám mươi hai mạn đa gia toại tâm viên mãn tám mươi ba Bạt đà ra án, cầu xin nạn nào cũng qua. Những lời trì chú trở thành hiện thực. 84, ta bà ha, thành tựu mọi thể nguyện.